Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tô Lê Nguyễn đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một kiểu tóc layer ở tầng lớp cao. Trước tiên, ta tiến hành kéo tóc từ phía sau về phía trước để xác định được độ dài ở phần mà ta mong muốn. Tiếp theo, ta phân chia thành các khu vực rõ rệt, nhất là khu mái, khu chữ U phía trên đỉnh đầu. Đầu hai bên ở khu mai phía bên trái và phía bên phải, khu chậm và khu gáy là một khu vực. Tiếp theo ta tiến hành cắt ở khu chữ U trên đỉnh đầu, nâng một góc mảng tóc 90 độ vuông góc với hộp sọ đầu, mặt cắt là phẳng song song với hộp sọ đầu. Ta tiến hành chia những đường chia dọc, lấy mảng tóc thứ hai kéo về mảng tóc thứ nhất. Ta duy trì góc nâng là 90 độ vuông góc với cả hộp sọ đầu, và đường cắt là phẳng song song với hộp sọ đầu. Tiếp theo ta duy trì những đường chia dọc, lấy mảng tóc thứ ba kéo về mảng tóc thứ hai, duy trì góc độ 90 độ vuông góc với cả hộp sọ đầu, mặt cắt là phẳng. Như vậy ta sẽ tạo ra một kỹ thuật layer phẳng hình khối vuông. Tiếp theo ta bỏ khu vực layer phẳng hình khối vuông phía trên chữ U xuống làm đường dẫn để cắt khu vực phía dưới. Ta phân khu hình chữ thập, khu vực phía sau, chỉ sử dụng đường chia phát tán, lấy một mảng tóc hình tam giác làm đường dẫn, nâng một góc độ là 135 độ, nâng lên cắt nối tiếp với khu vực đường dẫn của khu chữ U ta bỏ xuống. Ở khu vực phía dưới này ta sử dụng kỹ thuật layer lõm, mục đích ta muốn giữ nhiều độ dài ở phía dưới. Ở khu vực phía dưới này ta sử dụng phương pháp kéo tóc là cắt tại vị trí của nó, không kéo về mảng tóc trước, mà tóc ở vị trí nào là ta cắt ở vị trí đó, không sử dụng phương pháp kéo về mảng tóc trước, nên ta sẽ tạo ra hiệu quả là một hình khối tròn chạy đồng đều xung quanh khuôn đầu. Khi ta sử dụng kỹ thuật xi lõm, ta sẽ tạo ra hiệu quả giữ nhiều độ dài ở phía dưới. Còn đối với hình khối tròn sẽ tạo ra sự cân bằng và đồng đều giữa phía trước và phía sau. Hình khối tròn đều sẽ tạo sự cân bằng giữa phía trước và phía sau và hai bên trái phải. Lấy 2 cm ở khu vực phía sau, cắt nối tiếp với khu vực mai phía bên trái. Phương hướng kéo là cắt tại vị trí của nó, không kéo về mảng tóc trước. Tóc ở vị trí nào ta nâng lên và cắt tại vị trí đó, không kéo về mảng tóc trước. Ở khu vực này cũng sẽ tạo ra được một hình khối tròn. Khu vực phía bên mai bên phải cũng lấy 2 cm điểm chuẩn của khu vực phía sau. Sử dụng kỹ thuật xi lõm và góc độ nâng là 135 độ. Phương hướng kéo là kéo tóc tại vị trí của nó và không kéo về mảng tóc trước. Ở khu vực này cũng sẽ tạo ra được hình khối tròn. Ta tiến hành điều chỉnh lại đường khuôn viền giữa phía trước và phía sau sao cho đồng đều và liền mạch vào với nhau.
phân khu mái, lấy một mảng tóc nâng một góc 35 độ, xác định độ dài mái. Tiếp theo, lấy các mảng tóc, kéo về mảng tóc đầu tiên, tạo ra một thị phật si, lõm ngắn buổi dài, tạo ra một phân khu mái bay về phía đằng sau. Ta tiến hành tỉa mềm phần đầu ngọn giúp cho tóc nhẹ nhàng và mềm mại hơn. Khi ta uốn xoăn, ta sẽ tỉa ít hơn so với việc để tóc tự nhiên và tóc ép thẳng. Với bài cắt này, ta đã sử dụng kỹ thuật si phẳng và si lõm kết hợp với hình khối tròn và hình khối vuông, tạo ra kiểu tóc ở tầng lớp cao, loại bỏ đi trọng lượng, nhẹ nhàng và mềm mại, phù hợp với uốn xoăn chữ C, xoăn sóng bung và sóng lơi với trục to. Like và subscribe để nhận được những video của mình nhé.